bánh xèo chậm quá. Rồi, có gì nha. Bánh xèo da, ổn không? Coi bánh da của thứ ba, ổn không? ổn. Rồi, bánh xèo chậm quá. Em đang ở cái video kia ngon quá hả? Không, không có tiền. Có gì ngon mà. Sao rồi con gái? Chán quá mà chú ơi. Kể cái sự tích đi ăn ốc như thế nào. Kể từng món ăn cao gần đây không? Dạ. Quán ốc đó ở Giác Lợn. Cái xa vậy? Cái mê đúng không? Đúng rồi. Cái mê. Không có lo đi chơi mà lại cho đi xa. À. Có ông bà nội đi nữa hả? Có ông bà nội đi nữa hả? Đúng rồi, lâu lâu nghỉ một bữa thì ông bà đi mình đi ăn một bữa ốc có bình thường mà, đúng không? Ngon. Ở bánh xèo kìa, khách qua bánh xèo kìa. Để mà không biết qua giờ đi ăn buffet bánh xèo. Buffet bánh xèo. Vô nhà luôn em ơi. Chú Hà đi quay có bánh xèo nữa kìa. À, bánh xèo miền Trung. Chú Hà đi quay có bánh xèo nữa mà ăn bánh xèo nữa đúng không? Nhà mình đổ bánh xèo thì mình đi ăn bánh xèo. Không, nhưng mà trong đấy có chả ram, ram tôm, ram bắp, món miền Trung á. Món miền Trung á hả? Ram tôm, ram bắp rồi gì có nem nướng rồi món cuốn cuốn á. Dán nha các bạn ơi, dán quá mọi người ơi. Bánh xèo đi. Bánh xèo đi, 21 con bác Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Trâm Anh đi đâu rồi con? Dạ. Trâm Anh giữ em. Mà em ngủ rồi, Trâm Anh trong phòng. Là chắc chúng ta gọi là sống bảo. Đúng rồi, chứ hàng này. Bữa nào mình tổ chức cái chương trình gọi là buffet bánh xèo. Mua vé, một người là... Trăm ngàn nhiều quá, giờ mình chỉ có... Mình nhân là 2 bánh thôi. 70k ăn thoải mái, ăn thả ra luôn, bao nước luôn, 70 ngàn ngư đến đầu người nhăn lên hai cái lỗ chắc đó. Lỗ có người ăn 3 cái chết luôn á. Ờ, 3-4 cái luôn chứ người cũng phải. Thôi vậy là 100 ngàn này đúng không? 100 ngàn hợp lý, 100 ngàn được, 100 ngàn được. Kèo chế lỡ một người cho ăn có 2 cái thì đó sẽ bù qua những người khác. Thì bây giờ con thấy mới bán bánh phơ không, người ta cũng sử dụng cái chiến lược đó chứ gì. À người lớn à, nhưng mà mới bán bánh phơ á là mới dùng mấy người nhỏ là không có tính tiền, hay là tính 50% rồi đó, tùy cái tính xác của người họ bao nước, miễn phí nước, ăn thả ga bánh phơ mà bánh phơ lại thả ga rồi đó. Ăn ai ăn mạnh thì cứ ăn mạnh. Ai ăn mạnh nhưng mà người ta bù qua chết lại á. Rồi bù qua chết lại á. Không biết sao. Mấy quán bún phê vô đó là có nhiều món. Có những món họ ăn sẽ rất yếu. Họ không biết ăn. Họ không thích ăn. Có một món họ tập trung vào ăn cái món đó. Rồi sao đó. Thứ hai nữa là bao nước đó. Bao nước không nghĩa là người ta tập trung vào nước. Và no. Thường buffet là thường bao nước là vậy đó. Mục đích của bao nước là để cho người ta uống nhiều no. No. Để căng lại. Quy luật nó vậy mà. Biết chứ không? Người ta tính đó chứ còn. Vậy là được á. Bữa nào mình tổ chức là buffet bánh xèo. À vô mình cho còn mình có đổ là bánh xèo trứng này. Dạ. Bánh xèo tôm này. Bánh xèo thịt này. Bánh xèo thịt đổ đi, bánh xèo thịt vịt đó. Bánh xèo cá.
giờ mình phải làm cho nó đa dạng lên. À, các bạn tò mò của bánh xèo cá ăn sao ta? Ăn xong no luôn. Rồi, bánh xèo luôn. À, lấy con một bánh thì bé ơi. Lấy cô một bánh. À, lấy cô một bánh. Bánh xèo à. Rồi, chúng ta đổ bánh xèo vô lấy gầu nhìn nữa ha. Chậm thấy rõ luôn á. Hả? Bữa nay sẽ chậm dữ ta. Không biết là mình nghĩ có lại á. À. Ủa, ba nghỉ một ngày mà không có dán tờ giấy, chỉ nghỉ một ngày nè. À. Sợ nghỉ nhiều ngày quá hả? À. Ơi, bánh xèo cho cô luôn kìa. Hai cái mang gì? Bán bánh xèo giống như bán bánh xèo cuối ngày luôn bạn. Giờ bánh xèo để rửa nè mọi người tháng này tiền điện em là gần 1,7 triệu á. Bình thường nhiêu? Bình thường 1,2 triệu, 1,3 triệu. À, ở đây là khoảng 30-40% nữa. 30%. Tháng này tiền điện lên quá trời luôn. Cái lạnh không đồng hết luôn mà. 16 độ. 16, 18 độ hết công suất luôn á chứ. Cô Tiên rảnh rỗi ra bánh xèo Tiên ơi. À, cô Tiên hả? Ừ. Cô Tiên về nước rồi hả? Cô Tiên kia kìa. Hả? Cô Tiên có một lôi á. À, cô Tiên có một lôi á. Bạn của mấy hả? Cô Tiên bạn của mấy hả hả? Ừ. Mấy lôi á, lôi bạn của mấy hả? Idol mấy hả? Lanh lắm. Lạnh lắm hả? Quá trời lạnh luôn. Ủa? Mình á, bữa hôm kia chứ, hôm kia mình nghe thứ ba kể là bé Hà đi học có một bạn chuyên chỉ bài. Chuyên chỉ bài luôn hả? Ngon vậy? Có người chuyên chỉ bài luôn nha. Chăm chỉ bài luôn á hả? Vô là hả? Cái không trời.
Bạn gái hay bạn trai? Bạn gái. Bạn là con gái đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà bạn trai chỉ là người vợ. Nếu mà bạn trai, bạn là con trai, nó học giỏi thì mới đu theo nó, đu giống như đu ai đồ vậy chứ. Nó có gì hay nó chỉ chứ. Mới gì hả? Tú. Mình Tú à? Tú là trai rồi. Dạ. Trai à? Quan. Đứng im ngồi im nghe chú Long chọc trần tấm hình, chú Long làm công chuyện. Nè, nhanh lên. Ừ. Nhưng mà trong mấy môn học là chú thấy là có nút nhất, theo con. Theo con á? Môn toán hả? Toán hả? Suy nghĩ hả? Không, thật không quên hết chứ. Ủa lúc năm là cộng gì đó? Cộng trừ nhân chia 3 số luôn, 4 số luôn rồi. 3 số là chưa học phân số không? Ừ. Phân số là chưa không? Chưa. Chỉ có học, của con là đang học cộng trừ nhân chia à? 3 số hả? Số hàng trăm hả? Hay sao? Có hình được chưa? Có tính diện tính được diện nhập rồi chưa? Tính hết rồi chứ? Ủa lúc năm có chưa? Rồi, lớp 3 là nó tính rồi mà. Là toán là khó nút nhất. Sao không tới môn gì? Anh văn, ngữ văn, lịch sử, giáo dục, giáo dục công dân, môn gì nữa? Âm nhạc, môn âm nhạc chắc tới mạnh à. Rồi mấy môn này thiếu á. Tình hình là thi. Ủa thi rồi chuẩn bị gì nữa? Thi rồi, gần sau mấy rồi. Sao mấy rồi, đúng không? Đó rồi, chưa nghỉ. Ủa chưa kể nữa. Mấy đứa là nó thi hết rồi đó, nó tình nhân nhiều đó. Ừ, bữa hôm trước chú quay nghe con nói rồi. Chú con biết rồi, giờ con con nói rồi, còn giờ con biết hả? Chú thi đúng không? Đổ mồ hôi, tóc mồ hôi. Cũng vui. Nhưng mà bây giờ không có bánh xèo, không có bánh xèo thì nhiều mà khách thì không có. Căng quá trời, căng luôn rồi. Xong rồi. Quang. Xong rồi. Idol ơi, tới bánh xèo Idol ơi. Đây, họ có idol à, anh đây, cần chi idol lôi con. Lôi con làm gì đúng không con hả? Đúng không? Mình cũng có idol mình đây mà, idol bánh xèo đấy. Bạn thân của tôi á. Bạn thân sao? Tôi bạn thân rất thân. Rồi lên chơi trường á, rồi à, mấy bữa nay thi học kỳ rồi như thế nào con? Có kết quả chưa? Chưa thi. Sao bữa nay chậm dữ ta? Bữa nay không bà... hả? Bữa nay tự nhiên chậm quá trời luôn á. Hay là tạm thời chú Long với chú Hà ngừng quay video khoảng tháng rồi tháng đi bạn. Mùa sầu riêng. Hả? Sao nó chậm dữ vậy? Bà nói sao? Nói là cổ thử quay video thấy không mà. Rồi. Đó. Rồi, đúng rồi. Hai cái bánh xèo luôn, bất ngờ chưa? Từ từ đưa để cô ba đưa cho. Hai cái. Dạ. Dạ. Ủa, chú là không nên nhận không? Chú là không nên nhận không?
ông bà của chú đi ngang qua đây. Từ từ. Thử chứ không chịu thử đi. Hả? Hả gì? Làm sướng. Quá trời bánh xèo luôn. Trời ơi, còn 2 4 6 7 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 cái bánh xèo. Còn sớm lắm.